BBC dùng chiêu trò cắt ghép thông tin Những tưởng trang tin lớn như BBC khi cho loan tải thông tin phải được kiểm chứng, kiểm duyệt cẩn trọng, nhưng ai ngờ vẫn còn một góc nhỏ cho những đối tượng hận thù dân tộc, cơ hội chính trị, bất mãn tận dụng để loan tin sai sự thật. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, có bài viết đăng trên báo Vietnamnet được nhiều người quan tâm Bài báo nói về cuộc chiến chống COVID-19 với việc phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, huy động mọi nguồn lực, trong đó quan tâm lực lượng nòng cốt là quân đội và công an. Ngay sau đó, ngày 27 tháng 10 năm 2021, trên trang web của nhà đài BBC đã có bài viết xuyên tạc về bài viết của đồng chí Lê Doãn Hợp với tiêu đề Cựu Bộ trưởng nói Khi có chuyện bên cạnh đảng chỉ còn quân đội, công an. Trong bài viết, chúng đưa ra các luận điệu xuyên tạc, Ông Lê Duẩn hợp nhắc đến vai trò và quan hệ của hai lực lượng vũ trang này đối với đảng cầm quyền với nhân dân, tuy không đề cập trực tiếp đến các cuộc gia quân của quân đội, công an Việt Nam để chống dịch bằng các biện pháp mà nhà báo chí nước ngoài và mạng xã hội coi là khắc nghiệt vào hạng nhất thế giới, nhắm vào người dân. Ông Lê Duẩn hợp nhắc đến vai trò và quan hệ của hai lực lượng vũ trang này với đảng cầm quyền và với nhân dân. Bài viết của nhà đài này mục đích chính cố tình nhắm vào chia rẽ mối quan hệ giữa đảng, quân đội, công an với nhân dân với những chiêu trò cũ dích. Chúng đưa ra luận điệu với hàm ý tách rời, đối lập mối quan hệ đảng, nhà nước, quân đội, công an với nhân dân, rõ ràng là bịa đặt và chia rẽ nhằm kích động tư tưởng, hành động chống đối của người dân với cuộc chiến chống Covid-19 và sâu xa hơn là chống phá đảng, nhà nước. Nguyên văn trong bài viết được đăng trên Vietnamnet, đồng chí Lê Duẩn Hợp viết: Qua chống đại dịch lần thứ tư này, chúng ta nhận rõ ba ngành chủ công là y tế, quân đội và công an, chăm lo cho ngành chủ công về chuyên môn là y tế để đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời phải xây dựng hai ngành nòng cốt là quân đội và công an để tiến phong làm tròn nhiệm vụ khi đảng cần dân mong là người đi từ địa phương ra trung ương tôi có thể nói rằng khi diễn tập chúng ta làm rất tốt và bài bản nhưng khi có chuyện xảy ra thì bên cạnh đảng và nhà nước chỉ còn rõ nhất quân đội và công an quân đội ta là quân đội nhân dân công an là công an nhân dân nên làm tất cả vì nhân dân là cần thiết và đúng đắn đây là phần viết về vai trò của lực lượng nòng cốt chống dịch đồng chí nhận định Đảng nhà nước đã phát huy tốt vai trò của quân đội công an trong tham gia chống dịch Covid-19. Trong bài viết, đồng chí Lê Doãn Hợp cho rằng khi có chuyện xảy ra thì bên cạnh Đảng và nhà nước chỉ còn rõ nhất là quân đội và công an, nghĩa là dịch bùng phát, bên cạnh Đảng, nhà nước dồn lực lo chống dịch nổi lên, sáng lên vai trò của công an quân đội, các địa phương, các nguồn lực khác từ các doanh nghiệp còn mờ nhạt trong tích cực tham gia chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Rõ ràng, bài viết không nói bên cạnh đảng hoàn toàn chỉ có quân đội và công an, càng không phải đảng, nhà nước, quân đội, công an tách biệt, đối lập với nhân dân trong cuộc chiến chống dịch. Để càng tăng cho độ hot của bài viết, nhà đài này giật tít. Cựu Bộ trưởng nói khi có chuyện ở bên cạnh đảng chỉ còn quân đội, công an. Cùng với đó là hình ảnh đồng chí Lê Duận Học và dòng chữ bất xén. Cho là lời của đồng chí cựu Bộ trưởng viết trong bài viết của mình. Theo đó, Hình ảnh và dòng chữ này được chúng khai thác công phu, chúng đã thay thế cụm từ chỉ còn rõ nhất bằng chỉ còn, nghe chừng rất hợp lý nhưng bịa đặt, trắng trợn, sai sự thật, nhằm bôi nhọ chính quyền, chia rẽ nhân dân với Đảng, nhà nước, công an và quân đội. Do đó, chúng ta cần nhận thức rõ vai trò của Đảng, nhà nước, quân đội và công an trong chống dịch, không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây nhiễu loạn thông tin trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.